muốn tìm kiếm những bức ảnh chân thực, sinh động nhằm khám phá tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi con người, mỗi địa danh, mỗi tộc người anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện, cởi mở cùng những nét đặc trưng văn hóa hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa con người Việt Nam. Hãng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam đất nước và con người. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu hướng tới của chương trình S Việt Nam hương vị cuộc sống mà Vietnam Airlines là nhà tài trợ chính. Với cách thức dự thi đơn giản, hiện đại, thông qua trang mạng xã hội Facebook, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh với 472 bài dự thi, bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bức ảnh từ thí sinh gửi về, cả ảnh bộ lẫn ảnh đơn. Và chủ yếu là các bạn đã chịu khó khai thác những góc độ rất là sáng tạo về hình ảnh Việt Nam, đất nước, con người. Đây là một cuộc thi là theo tôi biết thì là một cuộc thi tương đối là thành công mà do Vietnam Airlines tổ chức. Hoàn toàn đúng như cái khẩu hiệu mà Vietnam Airlines đã dùng để quảng bá du lịch Việt Nam ra khắp thế giới. Đây là một trong những bức ảnh đoạt giải cao của cuộc thi. Không quá cầu kỳ về bố cục ánh sáng, nhưng bức ảnh vẫn rất cuốn hút người xem. Đó là tác phẩm của bạn Trần Nam Thương. Tuy công việc của Thương là về công nghệ thông tin, nhưng niềm đam mê du lịch bụi để tìm kiếm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về con người, phong cảnh quê hương đất nước đã có ở trong anh từ rất lâu rồi. Trong một lần đi phượt tại Lào Cai thì mình đã thấy những cái hình ảnh các em bé ở trên lưng mẹ và mình rất là thích thú với cái hình ảnh ấy bởi vì nó rất là đặc trưng cho người dân tộc. Mình thì thích chụp ảnh từ lâu rồi nhưng mà gần đây thì mình mới có điều kiện để chụp được nhiều những cái bức ảnh đẹp. Nhưng mà thực ra thì mình chưa tham gia một cái khóa học chính quy nào cả mà chủ yếu là tự mày mò cũng như là trao đổi với bạn bè và tìm hiểu ở trên mạng thôi. Cũng như Thương, sở thích chụp ảnh đã mang lại cho các bạn của anh nhiều hơn cả những tấm ảnh đẹp. Và cuộc thi ảnh của Vietnam Airlines là một trong những nhân tố chắp cánh cho niềm đam mê ấy. Vừa rồi mình có tham gia cuộc thi ảnh, tuy không đạt giải nhưng mà mình đã rất là vui. Vì trong thời gian đấy mình đã quen được rất là nhiều người bạn. Đồng thời là những bức ảnh mà mọi người gửi đến rất là đẹp và chưa bao giờ mình thấy những cái góc chụp đẹp như thế. Mình hy vọng rằng trong thời gian tới đơn vị tổ chức có thể sẽ tạo điều kiện và tổ chức nhiều hơn những cuộc thi ảnh như vậy để cho bọn mình có một cái sân chơi mới, một cơ hội mới. Với mình thì chụp ảnh giúp mình xả stress trong cuộc sống. Đôi khi chụp ảnh thì mình quen biết được nhiều bạn bè hơn, tham gia được nhiều câu lạc bộ hơn. Có khi thì mình chụp ảnh mình sẽ thấy cuộc sống nó trôi qua nhẹ nhàng hơn và chậm hơn. S Việt Nam hương vị cuộc sống của tuần tiếp theo sẽ có gì? Chúng ta sẽ gặp lại Thái Dũng trong hành trình tìm hiểu và thưởng thức các món ăn đặc sản của miền Tây Nam Bộ, bánh xèo và cánh chua cá lóc, hai món ăn đặc trưng mà hầu như người dân Nam Bộ nào cũng rất ưa thích. Và cùng chàng trai vượt mũi hiểm xong qua đất mũi Cà Mau, cùng đi săn ba khía với người dân đất mũi trong vùng nước, lãnh danh chuyện biệt cả, sinh hoạt và đánh cá với ngư dân, và cuối cùng là chi cục tọa độ GPS 0001, điểm cực nam thiêng liêng của Tổ quốc.